không? Bà rô cá lóc. Bà rô gặp trời nè. Cá lóc không? Làm em đi con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Tôi gô ra chân rồi cả nhà. Tôi bán cái con bự đó. Tôi trả đó, vô nó bán cứ hàng chục ngàn đó. Còn cá chạy rồi. Cá kia ra chân à. Cái đó cá chạy. Tao coi cái clip của mình gì quên tiêu không đủ bà nội nó da gạt nó còn ếch bà năm chân có đọc lại Bình Dương đâu bảy chân gì nữa mới đầu tiên năm chân là con ếch vàng riêng còn bạch bảy chân gì nữa không? Có con ếch na 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 năm năm chân có đó năm hay sáu chân gì đó kêu vô rồi coi như đủ bao nhiêu ngàn ngự vậy nó dở ếch lên cho coi á là Bình Dương đó. Nó nằm xấu xấu rồi bị cái rô phi nó nè mà cũng chết độc lạ Bình Dương thiệt mà các bạn ơi con ếch này nó bốn chân coi kiếm con ếch này là năm sáu chân gì coi quay cho các bạn coi 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 chắc từng nghĩ ăn ếch luôn thiệt luôn quá ở đây mày gặp chắc từng nghĩ ăn ếch thiệt giống như mấy con ếch bị tặc thì thôi có gì đâu thì nó đâu phải ếch chân bình thường đâu thì nó tặc thêm mấy cái chân đó. Nếu mà ếch năm chân là phải có cái chân năm trên tầng có 10 ngày gì má à, được nhẹ phải chân ta sao cái đó mà ngày qua nó có dài sao mà kỳ vậy cái gì cái đó đó cái này ngày qua anh phục gì thấy hết á nó dùng quá dùng rồi phục căng ra nó sẵn chút nó mới lên à, lúc mà anh đi bổ anh cột là vừa dượng vũ á dượng vũ rồi nó thắng ra nữa nằm rồ rồ luôn cả các bạn cái này nhiều à em đi là quý nghe cả nha cá lóc được không ta không mấy cá lóc này thả hầm cá lóc này gặp mà thả hầm cá lóc này thả hầm mà ngon lắm nè cá lồng rồng không cái này cá lồng rồng lớn không à, qua là hỏi ông mua hôm 60 bán luôn cho đầu mất tiền chỉ làm đuổi đuổi cho anh làm sọc sọc cho anh làm rồ rồ luôn cả cái sống nó đỏ cái ham Như là anh có biết đâu mua hồng đi mua đá được đá rồi thế có đó má anh mua mình ăn hết tiền nè má giờ có tiền nào đáng gà hay có mua rồi nhưng nó thích mua giờ hết tiền luôn gà nó bán là cũng lợi
cái gô đồng cá ngạc. Má cho tưởng tưởng còn hoài luôn. Rồi đổ vô. Chưa cuốn con gà mà cũng còn thích. Còn thích. Đủ quá. Đặt móp cho hết luôn rồi. Để gì cuốn nè. Để nó xả thêm hay gì sao mới dạng nó cỡ giống dữ vậy ta. Kìa cho nó nhóc cho nó đợi rồi cho nó bảo để lự cho hay là mới xả trời. Bao của nó nhóc cho kìa nó đợi đang đầu lự cho nó mấy bao để bao được. Kiểu đó. Ăn trong biết nhiều lúa.